nhắc đến bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG là nhắc đến một nữ doanh nhân mạnh mẽ, quyết liệt trên thương trường, luôn trăn trở làm sao để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước và mang những giá trị tốt đẹp nhất đến cho cộng đồng. Bà hiện là người đứng đầu một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, nơi làm việc của 22.000 cán bộ nhân viên, tương đương 22.000 gia đình Việt và hàng nghìn người thân của họ. Bà Nguyễn Thị Nga cũng chính là người truyền động lực và cảm hứng cho phái nữ về việc vượt qua giới hạn của bản thân, dám ước mơ, kiên trì theo đuổi đam mê và khát vọng, không ngừng cống hiến cho sự tiến bộ của cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ nữ doanh nhân thành đạt, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám bước ra thế giới và có nhiều cống hiến cho đất nước. Mới đây, bà Nguyễn Thị Nga đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu cao quý Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam năm 2022, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong điều hành quản lý doanh nghiệp, có tinh thần dân tộc, đóng góp quan trọng vào các hoạt động xã hội trong suốt thời gian qua. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam. Tôi được nhận danh hiệu top 10 doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam. Đây là điều rất là vinh dự và tự hào. Tuy nhiên là đây cũng là một trách nhiệm. Chúng tôi, bản thân tôi thấy rằng cần phải cố gắng hơn nữa để có thể đóng góp nhiều hơn. Và trong năm 2022, bản thân tôi cũng được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất về thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Và tập đoàn BRG thì được tặng thưởng huân chương lao động 3 vì thành tích đóng góp tích cực trong các cái hoạt động phòng chống COVID trong thời gian qua. Trước đó, vào đầu năm nay, bà Nguyễn Thị Nga cũng đã vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, và tập đoàn BRG được nhận huân chương lao động hạng 3 vì thành tích xuất sắc trong tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, với những đóng góp của mình, bà Nga còn được nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, chiến sĩ thi đua toàn quốc. Khó có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng tích cực của nữ doanh nhân này đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế nước nhà. Bà Nguyễn Thị Nga cùng tập đoàn BRG đã biến những điều không thể thành có thể, truyền cảm hứng về ý chí và tinh thần không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Với bà Nguyễn Thị Nga, mục tiêu lớn hơn vẫn đang ở phía trước. Đó là ước mơ gia nhập sân chơi lớn và trở thành người dẫn đầu ở tất cả các lĩnh vực mà tập đoàn BRG tham gia, như sản xuất, khách sạn, nghỉ dưỡng, sân golf, thương mại bán lẻ, xuất nhập khẩu. Gần 30 năm qua, bằng sự bền bỉ, bằng khát khao được cống hiến, tập đoàn BRG dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Nga đang từng ngày lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước. Mang trong mình lòng tự tôn và tự hào dân tộc, bà Nguyễn Thị Nga đã đặt lên vai mình và cả hệ sinh thái tập đoàn BRG khát vọng không ngừng nâng cao trải nghiệm sống cho người Việt Nam, góp phần tích cực quảng bá đất nước, con người, văn hóa, truyền thống Việt Nam với bạn bè quốc tế. Để thiết lập các giá trị mới, vượt trội hơn, đa dạng hơn, tập đoàn BRG luôn kiên định theo đuổi chiến lược hội nhập Going Global, vừa phát huy nội lực, xây dựng những giá trị cho riêng mình để tạo lợi thế cạnh tranh, vừa chủ trương hợp tác với những người khổng lồ trên thế giới nhằm kiến tạo nên những sản phẩm ở phân khúc chất lượng cao, đem lại trải nghiệm đẳng cấp, nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt. Với quan điểm coi doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, là trái tim của nền kinh tế, từ đó thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt, tích cực đề ra và triển khai các quyết sách hỗ trợ hiệu quả và kịp thời. Tôi phải nói với cảm xúc rằng chính điều này Thủ tướng đã động viên tất cả những doanh nghiệp chúng tôi, dù quy mô lớn hay nhỏ, đã đều âm thầm quyết tâm cùng đồng hành với chính phủ Việt Nam với 4 chữ tâm tài trí tín và để phát triển kinh tế Việt Nam. Những cái bắt tay của tập đoàn BRG với các tên tuổi lớn trên thế giới không chỉ giúp nhanh chóng mang tới những chuẩn mực quốc tế tới cho người tiêu dùng ngay tại Việt Nam,
mà còn góp phần giúp các đối tác hàng đầu thế giới này có những cái nhìn đầy tích cực về nền kinh tế và xã hội, về con người và đất nước Việt Nam. Điển hình như trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng, những cái tên như Hilton, Intercontinental, Marriott là những bằng chứng về đẳng cấp và chất lượng dịch vụ đối với cả những khách hàng khó tính nhất. Kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng dành cho đối tượng du khách cao cấp này là những vòng chơi golf tại các sân golf do những huyền thoại golf số 1 thế giới thiết kế. Việc kết hợp những tên tuổi huyền thoại như gấu vàng Jack Nicklaus hay cá mập trắng Greg Norman đã giúp Việt Nam có tên trong danh sách top những sân golf phải tới trên thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn golf của khu vực và thế giới nhiều năm qua. Ngoài ra, tập đoàn BRG còn liên danh với tập đoàn Sumitomo phát triển dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới gần 4,2 tỷ đô la Mỹ, được kỳ vọng là nơi hội tụ những thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, mang đến cho cư dân sự hài lòng từ những điều nhỏ nhất. Đồng thời, hai tập đoàn còn hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nổi bật trong đó là chuỗi siêu thị Fujimax với khẩu hiệu "Tươi ngon mỗi ngày" đang trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các gia đình tại Việt Nam. Có thể thấy, với bà, dấn thân mạnh mẽ ra thị trường quốc tế, bắt tay với các thương hiệu hàng đầu, không phải là nhu cầu thể hiện mình, càng không phải chỉ là việc chinh phục những con số lợi nhuận về kinh tế, mà đó là trách nhiệm của một doanh nhân với dân tộc, với đất nước, là mong ước Việt Nam có được những thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Đằng sau đó là mong muốn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi ngọn lửa của tinh thần cống hiến, phụng sự xã hội được lan tỏa và dẫn dắt, tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng, cho đất nước. Những cái ngành nghề có thế mạnh cho phụ nữ có thể phát triển thì chúng tôi rất là chú trọng và triển khai. Ví dụ bán lẻ thì chúng tôi mở ra 100 siêu thị mang tên BRG Mart, trong đó gần 80% là lao động nữ. Hoặc là các vùng khó khăn, BRG cũng phát triển những dịch vụ như là dịch vụ golf và các cái dịch vụ du lịch để tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động nữ với cái tỷ lệ có thể lên tới 95% là nữ. Gần đây nhất, tập đoàn BRG đã để lại dấu ấn đậm nét với thành công của giải golf BRG Open Golf Championship 2022 thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp thuộc Asian Development Tour của Asian Tour. Sau 2 năm, Golf Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tập đoàn BRG đứng lên tài trợ cho một giải đấu quy mô lớn như vậy đã trở thành bước đệm tạo đà để Golf Việt phát triển hơn nữa trong thời gian tới, là sự kiện khẳng định Việt Nam hoàn toàn tự tin đăng cai những sự kiện golf lớn của khu vực và thế giới, góp phần quảng bá du lịch cũng như hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Cho đến bây giờ, nhiều golfer vẫn nhắc đến trải nghiệm tại các sân golf độc đáo được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Greg Norman khi tham dự BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022. Việc BRG Open Golf Championship 2022 là một bước quan trọng để giúp phát triển du lịch golf tại Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những dự án sân golf lớn khác, hứa hẹn sẽ giúp tiếp tục gây bất ngờ cho các tay golf. Với một cái tôn chỉ, đó là kinh doanh của BRG, đó là phải mang lại điều gì đó cho cộng đồng. Và ngoài ra mang lại danh tiếng cho đất nước, danh tiếng cho tập đoàn của mình. BRG, cái chữ G này chính là cái môn golf mà tập đoàn chúng tôi hướng tới, đầu tư bền vững, một cái sự đầu tư nghiêm túc và mong muốn rằng có thể đóng góp được một cái sức hấp dẫn để có thể thu hút được khách du lịch trong nước và quốc tế. Niềm đam mê của người đứng đầu tập đoàn BRG đối với môn thể thao golf đã từng được truyền tải trong chương trình Living Golf của hãng thông tấn CNN vào cuối tháng 5 vừa qua. Đối với Chủ tịch tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga, mục tiêu lớn hơn vẫn đang ở phía trước, đó là đưa du lịch golf Việt Nam cất cánh, trở thành ngành công nghiệp xanh, đem lại hàng tỷ đô la doanh thu cho Việt Nam, tương tự những nước có nền công nghiệp golf phát triển. Trong tập đoàn BRG, thì việc trao quyền cho phụ nữ thì chính là đã khai thác được cái nguồn tài sản vô tận vô hạn doanh nghiệp của mình. Tôi tin tưởng rằng là cái việc trao quyền cho những người phụ nữ có nhiều quyền hạn, đấy chính là cái điều kiện tiên quyết cho cái sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp.
Với vai trò là những doanh nhân nữ của thế hệ đầu tiên, bà Nga luôn dành nhiều sự ưu tiên cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Bà Nga hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam. Thông qua các hoạt động của hội, bà cùng các nữ doanh nhân khác đã chia sẻ, kết nối cùng nhau để qua đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp, cũng như gia tăng giá trị của nữ doanh nhân, cùng đoàn kết, sẻ chia và tương hỗ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, thách thức, cùng phát triển bền vững và thành công. Riêng tại tập đoàn BRG, phụ nữ luôn được coi là nguồn tài sản quý giá đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Bà Nga luôn hướng đến những chính sách để thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ giới. Trong đó, việc trao quyền lãnh đạo cho phụ nữ một cách bình đẳng sẽ không chỉ giúp phát huy hết được những điểm mạnh của mỗi giới, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển cân bằng, bền vững trong môi trường doanh nghiệp. Tập đoàn BRG thì luôn luôn đưa ra một cái mục tiêu là lực lượng sản xuất là quan trọng và cái an sinh xã hội cho tất cả những người lao động trong tập đoàn là cái mục tiêu lớn nhất. Cho nên chúng tôi đã tổ chức sản xuất để đảm bảo là không có những người lao động phải nghỉ việc và duy trì được cái thu nhập cho người lao động. Có thể người nhiều người ít nhưng đều đảm bảo là có cuộc sống ổn định. Với những nỗ lực trong công tác trao quyền cho phụ nữ, bà Nga đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như Top 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn, Nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn khu vực ASEAN, Women of Impact, Phụ nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu, giải thưởng bông hồng vàng dành cho nữ doanh nhân tiêu biểu. Không chỉ chinh phục những mục tiêu kinh tế hay tập trung vào các hoạt động bình đẳng giới, bà Nguyễn Thị Nga và hệ sinh thái tập đoàn BRG luôn ưu tiên đồng hành cùng những hoạt động xã hội ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đại dịch COVID-19 có lẽ là một sự kiện đáng quên với hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó cũng là phép thử đối với sức bền của doanh nghiệp và sự đúng đắn của con đường mà họ đang lựa chọn. Với niềm tin, sau cơn mưa, trời lại sáng và chiến lược phát triển đúng đắn, tập đoàn BRG đã tự tạo ra kháng thể giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục và tham gia hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch. Cụ thể, Quỹ An sinh Sức sống mới của tập đoàn BRG và Ngân hàng SeaBank đã tài trợ tổng cộng hơn 200 tỷ đồng trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh, đồng thời tiên phong trong công tác an sinh xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất, tập đoàn BRG tiếp tục tham gia ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ Vì Người Nghèo của Thủ đô Hà Nội 2022. Đồng thời, tập đoàn đã kịp thời hỗ trợ 300 triệu đồng cho bà con tại xã Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế khắc phục thiệt hại do bão Noru, ổn định cuộc sống. Sự tôn vinh chỉ đến từ những gì chúng ta cống hiến. Với người đứng đầu tập đoàn BRG, ngọn lửa của tinh thần cống hiến, phụng sự xã hội chưa bao giờ nguội tắt. Niềm tự hào của bà Nguyễn Thị Nga cũng như của tập đoàn BRG không phải bởi những bằng khen, thành tích nhận được, mà chính bởi những giá trị tốt đẹp mà tập đoàn đã cùng chung tay kiến tạo cho cộng đồng. Những người phụ nữ Việt Nam thời điểm nào cũng vậy, luôn dành mọi tâm huyết và khát vọng cống hiến của mình cho những điều tốt đẹp nhất với cộng đồng, với đất nước. Bà Tổ Bùi Thị Hí đã khiến vùng đất Chu Đậu rạng danh quốc tế với sản phẩm gốm tinh hoa gần 600 năm trước. Và đến nay, thế hệ những nữ doanh nhân như Madame Nga đang từng ngày nỗ lực để góp phần đưa cái tên Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Vì hơn ai hết, họ hiểu rằng một quốc gia thịnh vượng phải có một đội ngũ doanh nhân hùng hậu về cả tài năng và nhiệt huyết, mang đầy tinh thần dân tộc. Để rồi đây, họ sẽ tiếp tục trở thành những người truyền lửa cho thế hệ tiếp theo về ý chí, tinh thần và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam với truyền thống tâm, tài, trí, tín vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp tích cực hiệu quả vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc và ấm no của nhân dân.